Vâng. Thử thách của thập niên 2000 có liên quan tới một chương trình rất nổi tiếng của VTV hàng năm vào đêm 30 Tết, Táo Quân. Táo Quân. Các bạn có thể thấy là ở trên này ấy, là hình ảnh của các nhân vật ở trong Táo Quân. Ở bên cạnh đó là những cái câu nói của họ rất nổi tiếng. Nhiệm vụ của thập niên 2000 là phải ghép đúng ảnh của táo nào hoặc là nhân vật nào vào đúng cái câu nói của họ trong chương trình Táo Quân trong những năm vừa rồi. Thập niên 2000, các bạn có 3 phút để làm công việc này và hãy lên đứng tại đây thì tôi sẽ đếm giờ. Chỉ cần ghép đúng được 4 trên 5 là các bạn sẽ có 10 điểm. Đây là táo giáo dục Chí Trung này, Bắc Đầu này, Ngọc Hoàng này, Nam Tào này và táo xã hội Tự Long. Tôi sẽ đếm giờ và các bạn sẽ bắt đầu làm công việc này trong vòng 3 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Tham gia giao thông là biết ngay là táo giao thông rồi. Những cái câu này là gì của Minh Hài hả? Ta đồng ý là Ngọc Hoàng đó, ta đồng ý là Ngọc Hoàng đó. Đây. Ta là Ngọc Hoàng đó. Ủa Nhi sao em ho suốt vậy đi? Để em mới ăn nước mắm á. Không, đấy là Ngọc Hoàng. Không, này Ngọc Hoàng của anh nè. Ngọc Hoàng thì nói câu này chứ ta đồng ý nhưng mà phải hành tráng với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, đấy đúng rồi. Anh kia đổi lộ cho luôn. Không, đổi xuống dưới. Nhắc lộ liễu cho luôn. Đấy. Không, 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 Tự Long, không nhắc. Đấy em không nhắc thôi, còn mỗi đội giờ họ chỉ điên mà là đủ. Ê, giờ thì bây giờ từng câu một này. Anh thấy là táo xã hội mà nói câu này là hợp lý này. Ở trên thiên đình thì có rất nhiều người tốt về cơ bản. Anh ghét tất. Đúng khí chất. Đây, nhìn thái độ của anh Long mày là chọn đúng hình, đúng lời luôn nè. Khéo à, khéo à. Anh thấy là đúng khéo. Đây, còn cái tấm hình này nhìn thì biết ngay nè. Giàu thì nó ghét. Đói rét thì người ta khinh. Mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Thì khoe hai nhẫn không? Là đúng giàu. À, khoe hai nhẫn nè. Wow. Hay phân tích quá. Cái này thì anh không biết đâu nhưng mà anh nhìn hình anh đối chữ thôi. Trời ơi em nói giống như là nãy giờ không ai nhắc em luôn á. Hay thiệt. Hay luôn á. Anh này. Cái câu này làm việc thiệt anh. Cái câu này là vừa Tết này nè đúng không? Đúng anh vừa mới câu Tết vừa này Tết là diễn đi của tôi. Là lúc mà anh Nam Tào nó lại nó nói với chị Dung. Còn hai câu cuối thì anh hơi lấn cấn hai câu này. Em trời ơi. Hai câu này là anh lấn cấn em hiểu không? Rất sâu. Anh là cho nên cuối cùng là anh nhắc đại. Anh thề không biết ai còn phải nhân đại. Đã xong rồi. Đã xong rồi. Các bạn chốt phương án này đúng không? Rồi, các bạn đúng là những nghệ sĩ. Các bạn làm cho tôi có cảm giác các bạn suy luận thật là chặt chẽ. Ý của anh. Các bạn diễn rất giỏi. Diễn rất sâu. Là diễn như không diễn hả? Và bây giờ thì thế này. Chúng tôi ở đây có đáp án. Tham gia giao thông như kiểu điền vào chỗ trống, thấy chỗ nào hở mình điền vào thì các bạn biết ngay đây là táo giao thông. Dạ. Dí cái ông Chí Trung vào đấy đúng không? Dạ. Sau đấy thì không ai nhắc cả, không ai nhắc lại, cả, không ai nhắc cả nhưng mà suy luận thì thấy nhắc bạn thôi. Các bạn lại đảo lại là cho ông bắt đầu vào cái chỗ này mà nó nghe chừng nó chẳng có liên quan gì đến giao thông cả đúng không? Sau vài lần ho. Bây giờ, bây giờ thì tôi sẽ dựa vào đây để xem đáp án này. Ở trên thiên đình này rất nhiều người tốt. Về cơ bản là anh ghét tất. Thì đó là câu của táo xã hội Tự Long. Chính xác. Chính xác. Nhìn cái mặt anh Long thấy ghét rồi. Phải vậy thôi. Thứ hai là ta đồng ý cho làm nhưng phải trên tinh thần đơn giản tiết kiệm. Nhưng nhớ là phải làm hoành tráng. Là của Ngọc Hoàng. Chính xác. Cái tham gia giao thông như kiểu điền vào chỗ trống, thấy chỗ nào hở thì mình điền vào thôi. Chính xác, đó là câu của Bắc Đẩu. Ở đây giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Thì cái câu này rất nổi tiếng thì chắc chắn là các bạn nhớ đúng không? Chính xác, đây là câu của táo giáo dục Chí Trung. Và đương nhiên còn lại là của Nam Tào rồi. Các bạn đúng 100%. Các bạn thật xuất sắc. Chúc mừng các bạn, các bạn có 10 điểm. Vui lên đi nhé. Nhảy. Các bạn đã hoàn thành cái phần việc của mình đúng 100%, không với sự giúp đỡ của ai cả. Mỗi lời khen giống như là một cái dao đâm vào ngực. Thưa quý vị, là cái chương trình Táo Quân nó rất nổi tiếng. Nó đã trở thành một cái món ăn không thể thiếu trong cái đêm 30 Tết. Dạ. Nó bị mất gián đoạn một thời gian và nhiều người kêu là năm nay không có Tết vì không có Táo Quân. Cho nên cái chương trình này nó gây một cái tiếng vang và nó ghi một cái dấu ấn rất đậm trong khán giả. Tiến Luật muốn nói gì em? Dạ em thì em mê chương trình này lâu lắm rồi anh. Vài năm trước khi mà em có quay một cái quảng cáo chung với chị Vân Dung á, thì em chỉ tò mò chuyện hậu trường thôi.
mỏi tập cực không chị? Chị nói ôi cực lắm em ơi, tập một tháng và một cuốn kịch bản phải là dày vậy đúng không anh? Đúng rồi, kịch bản dày lắm, sau đó tập. Và em mê xem chương trình này là vì những cái sự kiện nóng hổi trong một năm mấy anh nói, và hy vọng là cứ mãi là nói thẳng nói thật như vậy suốt để người ta xem người ta thích. Dạ đúng rồi. À xin mời. Em cũng là diễn viên hài cho nên là em cảm thấy đúng ra thật là may mắn. Lý do là tại sao mà mỗi cuối năm người dân mình đều quay quần ở bên cái TV để xem là vì họ muốn điểm lại một năm qua đất nước mình đã có những gì. Và cái hay của cái người diễn viên hài hoặc là kịch bản hài hoặc là cái ngành hài nói chung, tức là mình đã phá những cái thói hư tật xấu qua cái lăng kính hài hước thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho nên là Hà Linh cũng rất là mong rằng mỗi cuối năm chúng ta sẽ có những cái chương trình như vậy để điểm lại những gì chưa tốt, mình sẽ thay đổi, mình sẽ cố gắng như thế nào đó để càng ngày đất nước mình càng tốt hơn, càng tiến lên. Dạ đúng không ạ? Dạ Hà Linh xin chúc cho ekip là thật nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn Hà Linh. Táo Quân là từ những cái mùa đầu tiên á, là Đỗ Thanh Hải đã rủ em làm rồi. Tại mấy chị em thân nhau lắm, em từ Long Xuân Bắc, anh Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng, thân ơi là thân. Mà đúng là em không thể tham gia được bởi vì Táo Quân làm tới một tháng trời thì em không thể nào làm được, cho nên em cứ tiếc hồi hụi. Nhìn những hình ảnh như này mình cứ bị bồi hồi á, rồi giống như là mình không tham gia được Táo á, mình tiếc ghê lắm, tiếc ơi là tiếc á. Phải cảm ơn VTV và cũng cảm ơn tất cả đội ngũ của Táo Quân đã làm nên một cái món ăn tinh thần là quá hốt như vậy. Vâng, nghệ sĩ Đào Bá Sơn ạ. Tôi nhớ là những cái thời kỳ đầu, những năm đầu tiên, rồi năm thứ hai, thứ ba, thứ tư thì chúng tôi cũng giống như rất nhiều các vị khán giả khác, cái đêm 30 là chờ đến cái chương trình Táo Quân, bởi vì hồi đó nó rất mới, rất lạ, và đặc biệt là cái sự phê phán tất cả mọi việc dưới một cái sự hài hước và rất nhẹ nhàng. Ở đây có mới nới cũ, trời cho bộ mặt tởm kinh để giấu vẻ đẹp thình lình bên trong, biết chưa? Rồi có mà bề ngoài ra vẻ lạnh lùng, bên trong ẩn chứa hớp chín khùng mười điên. Có hiểu thế nào là tinh giản biên chế không? Hả? Chả hiểu. Có nghĩa là một người làm việc bằng ba để cho bắt đầu mua nhà mua xe. Ôi giời. Áp chống nhục là gì? Trong thì bóng bẩy ngoài ra, trong thì bẩn thỉu kim la tám tầng. Cho nên là về sau này thì cái việc đó là cái việc mà tôi thấy là nó rất bình thường. Khi mà Táo Quân ngưng thì cái việc khán giả, chính khán giả yêu cầu, khán giả đòi hỏi, khán giả mong muốn được coi lại cái món ăn mà họ đã được coi trước đó, một cái món ăn rất là ngon và nó giải đáp rất nhiều vấn đề. Nhưng mà đợt vừa rồi, coi qua cái Táo Quân vừa rồi thì tôi đã có một mong muốn là những năm tới đây Táo Quân làm sao hay hơn, đổi mới hơn và dáng mạnh mẽ hơn để thỏa mãn được cái khát vọng và cái tình yêu của khán giả đối với chương trình Táo Quân. Vâng. Mong muốn thì bao giờ cũng mong muốn nó cao hơn những cái sau, nó tốt hơn cái trước, đúng không anh? Tất nhiên để làm được việc đó thì ngoài cái tài năng, ngoài sự cố gắng nỗ lực của các nghệ sĩ tài ba của chúng ta thì còn có những cái vấn đề khác nữa mà đôi khi nó nằm ngoài cái tầm tay của các nghệ sĩ, chúng tôi rất là hiểu và khán giả cũng rất hiểu cái điều đó. Và bây giờ thì để mà chúng ta hiểu hơn nữa về cái công việc này ấy, chúng tôi xin trân trọng mời ra đây nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Xin chào. Xin chào Chí Trung. Vâng. Xin chào. Và thưa Chí Trung, là đây là trong cái trang phục của Táo gì đấy ạ? Táo giáo dục kính chào quý khách. Xin cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người. Thực ra thì hôm nay có tôi với có anh Tự Long đây là đại diện thì chưa phải là tất cả của Táo Quân, nhưng mà có lẽ là để cho chia sẻ nó thật rôm rả và thật là sinh động, tôi rất muốn trân trọng mời nghệ sĩ nhân dân Tự Long hãy cùng với tôi. Tôi đã mang sẵn các quần áo cho em mà. Cái gì anh? Anh quần áo trang phục à? Vâng. Yêm cầm hộ làm liền chị luôn. Phát vào phát là ra bộ luôn này. Đây là trang phục của Táo gì em? Táo bất kỳ. Táo bất kỳ. Cái màu tím này thì hay là của cô Đậu hoặc là giống cô Đậu, đúng rồi anh. Vâng. Em thấy giống còn cô em Đậu. Thì là thường là màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Trang phục này là do thiết kế họ đưa cho các em hay là các em tự chọn được? Báo cáo anh là trước đây là bọn em hay diễn Táo bằng những trang phục như này là chúng em thuê và mượn của nhà hát Tuồng Trung ương. Thế sau này thì có nhà thiết kế Đức Hùng đã từng ngồi đội của chị
Thì những năm gần đây thì anh ấy có may riêng cho Táo Quân. Còn những cái bộ này thì bọn em là mượn và của các nhà hát, ví dụ như nhà hát Cải Lương hay nhà hát Tuồng. Vâng. Thì bộ này thì là anh Dục ơi, anh đứng kiểu gì đấy? À, tôi đang vác sách giáo khoa cho các cháu sinh lớp 1. Này, nói thật với anh, sách giáo khoa năm vừa rồi của anh chả có gì đáng khen cả. Sách giáo khoa của anh giống gì nhỉ? À nhớ rồi, giống như kiểu là cái nhóm gì nhỉ? Nhóm cánh diều gì? Cánh diều đứt dây rồi. Thưa tất cả mọi người, cái anh giáo dục mà cánh diều của anh ấy làm sách giáo khoa toàn những từ khô mỡ, khổ lốp, lóp móp, bọp sọp. Nên cuộc đời của anh nó khổ thế thôi anh ạ. Anh yên tâm, đấy là lỗi do cái thằng đánh máy. Tôi đã khắc phục lỗi. Anh khắc phục kiểu gì? Xé cái chàng ấy vứt đi. Đấy anh ạ, tao đấy. Thưa quý vị là cái này nó không có trong kịch bản. Các bạn đang cài cả những cái có ở trong Táo mà chúng ta đã xem năm vừa rồi và cả những cái mà rất là mới. Thì bây giờ thế này đi, tự nhiên tôi ngồi tôi xem hai Táo và tôi tự nhiên tôi muốn tham gia một chút để các bạn có thể bộc lộ tính ngẫu hứng tại chỗ. Này hai Táo. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Hai Táo có biết đang ở đâu không? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, theo như thần được biết ý, thì là dạ vùng này là vùng trũng ạ. Vùng trũng tại sao là nó lại có tên là ký ức vui vẻ? Dạ ký ức vui vẻ là một vùng không phải dễ thấy, mà thấy thì không giữ cẩn thận thì nó cũng dễ mất, mà đã mất rồi thì vẫn có cơ hội lấy lại nếu như người khác nhớ hộ ký ức. Đó là Táo xã hội, thế còn Táo giáo dục tại sao ta không nghe thấy ngươi nói gì? Anh Dục, anh cứu em, tại vì vừa nãy em nói lung tung, Ngọc Hoàng chắc nghe nhầm chứ. Các em nói thế là vớ vẩn lắm. Anh nói hộ em không? Thời bẩm, trong tất cả bốn Táo thì Ngọc Hoàng biết đấy, thần chuyên môn đóng vai ngu. Thần lúc nào cũng thế, thâm trầm lặng lẽ, nên là Ngọc Hoàng muốn nghĩ là cái gì thì Ngọc Hoàng cứ tự nói. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ anh Táo giáo dục là giỏi nhất là môn toán, cho nên là Ngọc Hoàng chỉ cần ra một câu đối cho Táo giáo dục là hãy cho ta biết là từ ngày có ký ức đến nay và tương lai của ký ức là sẽ trong vòng bao nhiêu năm nữa, thì để anh ấy tính xem. Ngọc Hoàng cứ hỏi. À đó, Táo giáo dục, giáo dục người đã nghe thấy chưa? Dạ, bây giờ thì sao, hãy tính cho ta xem, năm nay là mùa thứ 3, ký ức vui vẻ có cần hoặc là có nên tồn tại tiếp nữa hay không, và cần bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu mùa nữa? Đúng dạ. Chuyên ngành của bác. Khởi bác cứ tính mạnh dạn lên. Ngọc Hoàng, theo ngu ý của thần thì bởi vì nó là ký ức, nó là vùng trũng, thế nên vùng trũng thì nó không có đáy, mà ngược lại thì năm nay nó lại là vùng trũng và là ký ức của năm sau, nên là thần bố thần chả biết. Rồi tôi đồ rằng nếu như mà tôi cứ giả như là Ngọc Hoàng ấy thì nó còn ra nhiều cái tình huống éo le nữa, như trên thôi không dạy gì mà tiếp cái vụ này nữa, để anh ấy khỏi trèo lên đầu mình. Vâng, bây giờ thì một chút chia sẻ với khán giả cái khó khăn. Những người làm chương trình Táo Quân ở ngoài kia thì là rất mong muốn cái khối diễn viên ở miền Nam ra để tăng cường cho Táo Quân, thay đổi, đồng thời rằng có được cái đập nhả, và đặc biệt là có cả toàn bộ khối khán giả phía miền Nam và miền Tây, Tây Nam Bộ là được yêu mến Táo Quân đồng bộ như khối miền Trung và phía Bắc. Đến năm vừa rồi cũng rất muốn, nhưng mà đúng như chị Hồng Vân nói là chúng ta không thể nào có một cái thời gian tập, bởi vì các anh chị trong này cái mùa đẹp nhất là cái mùa Tết. Trong cái ngoài Bắc chúng ta thì lạnh và hờ gầu như là nghỉ không diễn. Thế đâm ra không mời được anh chị ra, mà nguyên tắc của Táo Quân là phải tập luyện chu đáo từng câu từng chữ. Thì báo cáo với tất cả anh Sâm với mọi người là Táo Quân là nó giống hệt như một tờ báo ấy. Nó tổng kết lại từ báo giấy, báo hình, báo nói, báo viết, rồi đến báo điện tử, tổng kết lại và chốt bằng cái lăng kính của anh em nghệ sĩ hài. Thế nhưng mà vì là cuối năm thì cái nhịp đập của Táo Quân nó vẫn theo cái hơi thở của cuộc sống, nên vẫn có những cái thông tin mà đến tận gần đến lúc ghi hình vẫn phải cập nhật. Sát ngày trước khi mà Táo Quân đúng một ngày mà quay cũng vẫn đã có những thay đổi nhất định trong kịch bản. Đấy là cái thứ mà anh em Táo Quân là luôn luôn làm việc với một cái cường độ không chỉ là gấp rút, mà bên cạnh đấy là phải chấp nhận một cái việc là nó có thể thay đổi và vút chót. Thì đúng thật sự là không chỉ riêng anh Đỗ Thanh Hải là mong muốn là có được chị Vân, có được rất nhiều anh em ở trong Nam để ra cùng với chúng em. Nhưng mà vì cái thời gian ít nhất là bọn em tập ở đấy là đúng chính xác là khoảng từ 21 đến 24 ngày đêm để có thể có được ba cái buổi ghi hình. Lúc nào anh Trung ấy cũng bảo là thôi năm nay anh già cho anh tập sớm. Rồi thì anh già rồi thì cố gắng là phối hợp với anh để cho anh nhanh để anh còn về. Những câu nói hay nhất trong Táo Quân thì anh Trung là người sở hữu nhiều nhất.
giàu thì nó ghét và đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Đấy. Trước câu này thì một câu hay nữa là nước trong thì không có cá mà người tốt quá thì không ai chơi. Muốn tốt phải từ từ kẻo chơi mình. Muốn thành công trên đời này thấm nhuần một nguyên tắc sống: trên thoáng dưới nhanh, tham mưu trung thành, ăn chia song phẳng. Thì anh có thích bỏ tiền ra để mua ghế không? Tôi báo cáo ngay với Ngọc Hoàng bây giờ. Thôi anh đúng rồi, tiền không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền vất vả em ơi. Mấy năm trước lên chầu mình đã chia chác rồi, tranh nhau ghế rồi, dân ở dưới hạ giới người ta cười anh em mình thối mũi rồi. Người ta còn nhớ mãi cái câu của em nói ấy: ghế là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không có không quan trọng. Đấy. Thôi mình giảng tiện. Tức là mình không giành ghế, không tranh giành nhau à? Không tranh giành nữa. Nhưng mà tôi nói thối lắm. Làm lãnh đạo mà không tranh giành ghế thì làm táo làm cái gì? Cả năm mới gặp Ngọc Hoàng một lần, cho em selfie rồi để em post cái. Post. Ai? Post cái gì? Dạ em chỉ post cái ảnh em vừa chụp thôi. Ngươi biết hình ảnh của ta như thế nào mà post hả? Đưa điện thoại đây. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần biết sai rồi, mong Ngọc Hoàng thứ lỗi. Dạ. Chỉnh sửa cho nó đẹp rồi ông post. Này, nghiêm túc đi nhá, đừng có ví von kiểu đấy. Ngọc Hoàng không bao giờ làm thế. Ý tôi muốn nói là họ có thể là bất kỳ ai, không thể là cụ thể một cá nhân nào. Bởi vì không gian mạng bây giờ là một điều rất chi là khó nói. Nó giống như là một ngôi nhà mà không có cửa, ai cũng có thể vào được. Thậm chí họ vào chơi, thích thì họ bình phẩm vài câu, khen chê vài câu. Nếu có người không thích thì họ chạy ra ngoài, họ ném đá vỡ mặt chủ nhà mà không cần biết là ai. Đấy, rất chi là phức tạp. Dạ cho em hỏi là nghe nói là cái kịch bản của mình rất là dày, thì cho em hỏi là nguyên cái team của mình khi mà thực hiện như vậy thì cái kịch bản đó sẽ soạn ra trước đó là bao lâu ạ? Trước khi mà bọn tôi nhận được cái bản trong tay thì có một ekip khoảng từ 4 đến 6 tác giả đã tập trung các sự kiện từ vào tháng 6 rồi. Và tháng 9 là bắt đầu anh Đỗ Thanh Hải đã cho mọi người viết, mỗi người viết ở một táo khác nhau. Còn riêng có Nam Tào Bắc Đẩu và Ngọc Hoàng thì là có một mảng viết riêng để sâu chuỗi tất cả lại. Và tổng đạo diễn, tổng biên tập và tổng tất cả loại tổng chính là nghệ sĩ ưu tú, phó tổng giám đốc đài Đỗ Thanh Hải. Thế cái khó khăn thứ hai thế này chính là cái sức khỏe và cái thời tiết ở tại miền Bắc. Tháng 11, tháng 12 âm lịch trở đi là lạnh và rét. Thế mà bọn tôi lúc nào cũng tập từ 11 giờ đêm cho đến 3 đến 4 giờ sáng mà đều như vắt chanh trong một tháng như thế. Thế mà cái thời cách đây 12, 13 năm trước thì nó còn trẻ. Bây giờ 60 rồi, lục thập hoa giáp rồi anh. Mà cái tầm cứ lê lết trong đêm về chui vào trong chăn mà người vẫn lạnh, nó mệt, nó mỏi và nó chán. Rồi Vân cười có vẻ tâm đắc. Đúng không? Có tuổi đấy. Anh Chí Trung rồi anh Tự Long thì có rất nhiều câu hot trend. Vậy thì những câu hot trend đó là trước đó là do kịch bản đã quy định sẵn hay là tự các anh ứng biến mà tạo nên hot trend là một. Câu thứ hai nữa là những điều mà các anh nói đụng chạm rất nhiều. Vậy thì có khi nào ở trong cái trường hợp là có những điều mà mình cảm thấy đã hơn nhưng mà vì an toàn sống mà mình lại không được nói trên sóng không? Hai câu hỏi rất hay. Có hai vấn đề ở đây, tức là mình muốn nói là một là nó được trong kịch bản có. Hai là trong quá trình tập luyện thì tự anh Trung đã tìm ra được những cái câu nói trong năm ấy mình thu thập được và chỉnh lý. Táo Quân và tôi hay lắm, thì có những câu là bọn tôi sẽ nói cho nhau, vun vào cho một cái vai, là thấy cái vai này của anh ấy hợp thì là để câu này của anh nói. Anh Trung thì không diễn theo kiểu như Xuân Bắc, Tự Long thì là diễn hình thể rồi nhảy nhót rồi hát múa các thứ, thì anh Trung bao giờ cũng là người trầm mặc hơn, thì bao giờ cũng tìm ra cho mình những cái táo ngu. Thâm trầm hơn. Nó để lại cho chúng tôi những cái kinh nghiệm rất là để đời. Còn câu hỏi thứ hai thì như nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn thì giống như mọi người đều muốn táo là tả lại toàn bộ cái hơi thở trong cuộc sống này. Tuy nhiên thì có những thứ trong cuộc sống này giống như khuyết điểm ấy, nếu người ta đã được phê bình rồi thì đôi khi không nhất thiết phải phê bình lại nữa. Hoặc nếu như chúng ta phê bình lại mà lại bằng một cái lăng kính hoặc bằng cái bút pháp nó kinh khủng hơn thì khiến cho cái sự phê bình ấy nó lại phản tác dụng. Đôi khi cái phê bình là để cho người ta phát triển, chứ nếu như mình đã quá mài giũa cái phê bình ấy mà trở thành thứ châm chọc hoặc là bới nó ra thì vô tình cái sự phê bình ấy của mình lại làm hại người khác. Thì cũng có những cái chúng tôi nói lại được, nhưng có những cái chúng tôi sẽ không nói nữa. Thực ra một sản phẩm nghệ thuật mà để đáp ứng đầy đủ các đối tượng trong xã hội như này thì là cực khó anh xem ạ. Cũng cố gắng, bởi vì chúng ta những người làm nghệ thuật anh em mình đều biết nó làm dâu trăm họ. Vâng.
Đã hiểu. Tôi đồng ý với Tường Long. Đừng có bao giờ nghĩ rằng có một sản phẩm nào đó có thể đáp ứng được tất cả mong muốn của mọi người. Cái chuyện đó là chuyện không thể. Tôi khẳng định đó là một cái chuyện không thể. Nhưng mà những gì mà Táo Quân đã làm, mọi người nói đấy, có thể coi Táo Quân như là một cái món ăn như ngày xưa mà Tết vẫn có pháo. Thậm chí là không còn Tết nếu như không có Táo Quân. Và chúng tôi chỉ mong là các anh luôn luôn giữ được cái nhiệt huyết của mình với nghề. Khán giả mong các anh lắm. Hàng năm chúng tôi vẫn chờ Táo Quân. Cảm ơn tất cả các bạn vì những cống hiến của mình. Em ở đây nhé. Vâng ạ. Em anh, tiếp tục chương trình. Em cảm ơn anh. Anh muốn nói một chút với anh Sâm và với mọi người. Anh Sâm động viên mọi người động viên như vậy và biết được tình cảm của tất cả mọi người dành cho Táo Quân. Chí Trung xin thay mặt cho tất cả anh em nghệ sĩ, đặc biệt rằng những người ekip sáng tạo nên Táo Quân sẽ cố giữ gìn sức khỏe, cố giữ vững niềm tin, và thông qua chương trình Cứ Vui Vẻ chúng tôi hiểu rằng tất cả chúng ta là một gia đình và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm tiếp theo. Yeah. Mọi người sẽ chụp ảnh với anh đấy. Đó, chết kia. Kia rồi.